vừa qua thì đội 1 Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra kho hàng của một công ty xuất nhập khẩu và đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nghi bị nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện 12 khung sườn xe máy ngoại nhập, trong đó có 5 khung sườn bị nghỉ xét, hơn 161.000 sản phẩm khác như mỹ phẩm, thuốc điều trị tiểu đường, tim mạch, thực phẩm chức năng. Làm việc với cơ quan điều tra theo ông Nguyễn Mạnh Duy, 28 tuổi chủ kho hàng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn mua bán tại thời điểm kiểm tra. Theo lực lượng chức năng thì kho hàng tại đây mới hoạt động được hơn một tháng nay, toàn bộ số hàng trên được vận chuyển từ nước ngoài. Ước tính giá trị lô hàng so với thị trường gần 4,7 tỷ đồng. Hiện tại thì cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng để điều tra làm rõ sự việc này.